cũng là một thông tin liên quan đến thời trang. Vào năm 2013 thì dàn thiên thần của Victoria's Secret đã gửi tặng đến người hâm mộ MV nhép theo ca khúc I Knew You Were Trouble của Taylor Swift. Và đến hẹn lại lên, năm nay họ tiếp tục chọn bản hit mới của nữ công chúa nhạc đồng quê là Shake It Off để nhép. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với MV tuyệt vời cả về âm thanh và hình ảnh này. Up là ca khúc được trích từ album 1989 của Taylor Swift và hiện vẫn đang nằm trong top 10 của bảng xếp hạng đĩa đơn danh giá Billboard Hot 100. Trước đó, vào tối ngày 9 tháng 12 vừa qua, chương trình biểu diễn thời trang nội y Victoria's Secret Fashion Show 2014 đã được phát sóng trên kênh CBS và thu hút rất nhiều người theo dõi.